Hóa ra là thầy giáo. Tập 26. Surprise! Ngạc nhiên chưa? Thầy Hướng, hoạt động ngoại khóa hôm nay là tham quan trường đại học sao? Học viện âm nhạc, tôi đã đến đây mấy lần rồi. Đúng đó, có thể không tham quan không? Đúng đó, không bằng để bọn mình về trường ôn tập sắp thi giữa kỳ rồi. Đây không phải là tham quan bình thường. Hôm nay tôi đã xin cho các em cơ hội dự giờ buổi học của học viện âm nhạc, cho các em cảm nhận trước không khí học tập của học viện âm nhạc. Thật không ạ? Được vào lớp nghe giảng ấy ạ? Tôi đã lựa các em bao giờ chưa? Lát nữa các em chỉ cần nói là học sinh của Hướng Đông Nam là có thể vào thẳng lớp. Chỗ ngồi hàng đầu đã để trống sẵn cho các em. Wow, có thể lên lớp đó. Cuối cùng cũng được lên lớp rồi. Tiếc quá, ca tử không tới. Ca tử đi đâu rồi? Đi học bù à? Lại học bù. Môn gì quan trọng hơn môn của tôi được chứ? Cô nói đúng không? Còn không phải tại thầy sao? Thầy Hướng! Ca tử! Đến rồi. Tốt quá, tôi tới kịp rồi. Sao cậu lại tới? Tôi tới một chút. Buổi tối về học thêm một chút là được. Tôi biết các em gần đây đều rất nỗ lực, cũng biết các em vì sao lại nỗ lực. Nhưng tôi hy vọng từ hôm nay, mỗi một quyết định của các em đưa ra, mỗi giọt mồ hôi các em đổ xuống, đều không phải vì ai khác, mà là nghe theo chính tiếng lòng của các em. Đây cũng là lý do tôi không nói trước cho các em. Đi thôi. Hoạt động ngoại khóa hôm nay rất hay, xem ra toàn điều bổ ích. Đương nhiên là thế rồi, không xem là ai sắp xếp, tự mãn. Đáng tiếc, Trần Dư Huy bình thường nghiêm túc nhất, lại không tới. Sao em ấy không tới? Tối qua Tiết giải đáp thắc mắc đã không tới rồi, nói là nhà có việc, xin nghỉ rồi. Nhà có việc à? Ừ, việc gì chứ? Sao tôi biết được? Làm gì thế? Đi thôi. Tôi có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Có chuyện gì xảy ra được chứ? Cô đừng lo nghĩ lung tung nữa. Không phải lo nghĩ lung tung, mà là trực giác của giáo viên. Hả? Không phải chứ, cô đi đâu đó? Chúng ta đã... Lúc nào cũng thế, mệt chết mất thôi. Cô đi đâu thế? Tìm Trần Dư Huy. Tối qua Dư Huy cãi nhau với chúng tôi. Tôi có nói nặng lời với nó vài câu. Không ngờ nó để lại một tờ giấy rồi bỏ nhà ra đi rồi. Đường đường chính chính, bình thường quan hệ của cậu với Trần Dư Huy rất tốt. Cậu có biết cậu ấy đi đâu không? Từ Nhất Xuyên, các cậu tới quán chơi điện tử tìm chưa? Dư Huy có ở đó không? Có bạn nào còn gặp Trần Dư Huy sau khi cậu ấy xin nghỉ học không? Các cậu nói xem Trần Dư Huy tại sao lại bỏ nhà đi chứ? Cậu ấy đi đâu được chứ? Các cậu nói xem liệu có phải vì bài tập nhiều quá hoặc là áp lực thi giữa kỳ quá lớn dồn nén bao lâu nên mới bỏ nhà đi? Bài tập quá nhiều, áp lực quá lớn thì bỏ nhà đi sao? Phí Tư mỗi lần làm đề thi thử đều hô áp lực quá lớn muốn trốn chạy mà. Tôi nghĩ Trần Dư Huy có thể là muốn đi giải tỏa tâm trạng thôi. Nhưng mà Trần Dư Huy đã đi một ngày một đêm rồi. Cũng chỉ có tâm lý học bá là vững thôi. Bạn bỏ học đi cũng không thấy quan tâm gì cả. Ngoại trừ tài khoản điện thoại của Trần Dư Huy thì chắc là tài khoản CIH710A163.com. Mật khẩu cậu thử CIH710 xem. Rõ. Bạn cùng bàn à, các cậu đang làm gì thế? Chúng tớ đang định vị vị trí điện thoại của Trần Dư Huy. Cần có tài khoản và mật khẩu. Mật khẩu này không đúng. Cậu thử thêm dấu phẩy vào đi. CIH. Bạn cùng bàn à, sao cậu lại biết tài khoản và mật khẩu của cậu ấy? Dấu phẩy hiểm phết đấy. Tất cả tài khoản mạng xã hội của Trần Dư Huy đều dùng một ảnh đại diện giống nhau. Hơn nữa chưa bao giờ thay. Tài khoản WeChat, Douban, T3 đều sử dụng tài khoản email này. Vì thế khi cài mật khẩu cũng rất có khả năng dùng cùng một dãy số. Còn về tài khoản, tôi nhớ lại bài văn của cậu ấy, hình như có rất ít người có tần suất dấu phẩy nhiều như cậu ấy. Xong rồi, mau nói với thầy Hướng và cô Tô đi. Tớ sẽ chia sẻ với thầy cô ngay đây. Lúc quan trọng
Tiểu phàm tử cũng có tác dụng phết đấy. Cách quan tâm thì có nhiều lắm, không nhất thiết phải là lo lắng. Các em giỏi lắm. Em ấy ở đâu? Ở cạnh hồ Liên Diệp. Lên xe đi. Tín hiệu chính là ở đây. Sao không thấy người đâu chứ? Qua bên đó. Ông đi nhầm nước rồi. Ông ơi, ông có nhìn thấy một học sinh cấp 3 cao gần bằng cháu, nhìn già hơn tuổi, mặc đồ gần giống các ông không ạ? Còn đặc điểm gì nữa? Xin lỗi ạ. Hai chú ơi, chúng cháu làm phiền một chút cho cháu hỏi. Các chú có thấy một học sinh cấp 3 cao gần bằng anh này đeo một cái ba lô rất to không? Ông ơi, các ông có nhìn thấy ai là ông của cậu? Cô ơi, dạ, vừa nãy tôi có nhìn thấy một cậu con trai đã đứng ở đó cả nửa ngày. Dạ, 10 phút trước rời đi rồi, đi về phía đường bên kia. Không biết là có phải người cô muốn tìm không? Cảm ơn chú, cảm ơn. Cảm ơn nha. Chờ đã. Cho xin chữ ký. Dạ. Cảm ơn. Ông của cậu chính là ông của cậu, hướng đông nam. Trần Dư Huy, Trần Dư Huy, Dư Huy, Dư Huy, Dư Huy. Xem điện thoại đi. Dư Huy không phải là... Không đâu, không đâu. Cô đừng nghĩ lung tung. Mau đi tìm đi, mau lên. Đi nào. Cũng may người không sao là tốt rồi. Mau về cùng tôi. Người nhà đều đang chờ em sốt ruột lắm. Em không về. Trần Dư Huy, lúc này rồi đừng gây chuyện nữa. Nói chuyện đàng hoàng với gia đình. Nghe lời tôi, mau về đi. Em không về. Trần Dư Huy, em không về. Đừng chạy mà, em chạy đi đâu thế? Trần Dư Huy. Dư Huy, sao em lại bỏ nhà đi? Em ấy không phải bỏ nhà đi. Sao thầy biết? Giờ là thời đại nào rồi? Nếu thật sự muốn bỏ nhà đi, đã sớm đến được nơi cần đến rồi. Còn ở nơi hoang vu hẻo lánh này diễn trò cay đắng sao? Hơn nữa, bây giờ còn ai để lại mảnh giấy? Đây chẳng rõ ràng là muốn người ta đi tìm sao? Em để lại mảnh giấy chỉ là không muốn bà ngoại lo lắng. Em không muốn bà lo lắng thì về nhà đi. Em không phải bỏ nhà đi. Nè, Dư Huy, tôi tin em. Vậy em có thể nói với tôi, em định đi làm gì không? Tại sao lại tới đây? Tôi tin em là đứa trẻ không để cho người nhà phải lo lắng. Em nói với tôi xem. Đi tìm bác sĩ. Đi tìm bác sĩ. Thành phố bên cạnh có một vị bác sĩ trung y sống ẩn dật, nói là bệnh gì cũng có thể chữa được. Em liên lạc được với đồ đệ của thầy, hẹn gặp mặt ở chiếc chòi bên hồ Liên Diệp. Người đó nói là sẽ lái xe tới đón em. Nhưng ai ngờ điện thoại của em bị mọi người gọi tới hết pin. Còn đột nhiên mưa nữa. Anh cười cái gì? Không phải, chỉ là xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi không nhịn được cười. Dư Huy à, mặc dù em nhìn già hơn tuổi, nhưng mà em ít nhất cũng là thế hệ 10X. Trò lên núi tìm thần y này có phải là rất không phù hợp với hình ảnh một 10X rồi hay không? Chỉ cần có thể cứu được bà ngoại em, chuyện gì em cũng có thể thử. Vậy em biết hiện giờ bà ngoại của em cần nhất điều gì không? Hoặc đơn giản là về nhà thôi thì sao?
Sao thầy biết? Mẹ, không phải mẹ nói không đến giây phút cuối kiên quyết không từ bỏ điều trị sao? Sao đột nhiên lại thay đổi vậy? Mẹ và cậu có phải đều tiếc tiền không? Trần Dư Huy, mẹ, có phải là cậu tiếc tiền thuốc không? Nếu đúng thì chúng ta chi? Chúng ta chi không được sao hả mẹ? Con không muốn bà ngoại cứ như thế này. Nếu bà ngoại không còn nữa, con cũng không muốn sống nữa đâu. Mẹ, con xin mẹ đấy mẹ à. Con có thể không đi học nữa. Con dành học phí, sinh hoạt phí để cho bà ngoại chữa bệnh, được không mẹ? Dư Huy à, đây không phải là vấn đề tiền nong. Sao lại không phải là vấn đề tiền nong chứ? Mấy người đều vì tiếc tiền. Mấy người quá ích kỷ. Dư Huy à, bà ngoại là mẹ của mẹ mà. Bà muốn về với tổ tiên. Mẹ chỉ có thể đồng ý với bà. Như thế là mưu sát. Mẹ em trước đây hứa với em, cho dù phải đập nồi bán sắt cũng phải chữa khỏi bệnh cho bà. Nhưng tại sao đột nhiên mẹ lại đột nhiên đồng ý cho bà xuất viện chứ? Dư Huy à, tôi hy vọng em có thể hiểu mẹ và bà ngoại em. Đương nhiên tôi cũng hiểu em, nhưng em cũng phải hiểu cho bọn họ chứ. Có thể bà ngoại thật sự muốn về nhà thì sao? Em không tin. Cho dù bà ngoại muốn về nhà cũng là vì thương mẹ, và cậu phải chi nhiều tiền. Nhưng chỉ cần bà ngoại về nhà thì bệnh của bà sẽ không chữa khỏi nữa. Sao bọn họ có thể dương mắt nhìn bà ngoại cứ thế? Em không đồng ý. Em có thể không đi học, em có thể đi làm thuê. Em chỉ cần cầm được tiền thì nhất định sẽ đi tìm bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bà em. Như thế bà sẽ có thể mãi mãi ở bên em. Nhưng mà em có từng nghĩ em vẫn còn nhỏ như thế? Đừng nói em có thể tìm được việc hay không. Cho dù tìm được việc, lúc em ở bên ngoài làm việc kiếm tiền thì ai sẽ ở nhà bên bà ngoại đây? Khi em ở bên ngoài làm việc, người em lo lắng nhất là ai chứ? Cô Tô à, cô là giáo viên của em mà, sao đến cô cũng không ủng hộ em? Nhà em rõ ràng là có tiền, sao không thể chữa bệnh cho bà ngoại được chứ? Dư Huy, sống chết thường không hề có sự chuẩn bị. Cả đời này, việc thầy hối hận nhất chính là thiếu đi sự tôn kính với sinh mệnh. Cũng chính vì như thế, thầy đã mất đi quãng thời gian cuối cùng ở bên cạnh người quan trọng nhất. Em năm nay 18 tuổi, em có dám chắc bà ngoại đợi được đến khi em kiếm được tiền sao? Bà em đợi được tới ngày đó à? Anh ấy đã quyết định rồi. Bác à, bác nên vui mới đúng chứ. Anh ấy đã tiếp nối sự nghiệp năm đó của hai người mà. Thanh Thanh à, nó là vì muốn làm ca sĩ đã hy sinh rất nhiều. Cứ nghĩ lần này nó về trường chỉ là kế sách tạm thời, không ngờ lại đây đúng là quyết định của nó sao? Là quyết định của anh ấy. Thanh Thanh à, cháu phải nói thật với bác nha. Nó thật sự muốn về trường làm giáo viên hay vì có lý do gì khác? Nếu như có khó khăn gì thì chúng ta có thể cùng nhau khắc phục. Bác gái của cháu không còn nữa. Bác không muốn nó sau này phải hối hận hay là tiếc nuối. Bác à, anh sinh ra vì âm nhạc. Nếu bây giờ anh ấy đã tìm được bản thân của năm nào thì cho dù anh ấy ở đâu, làm nghề gì, anh ấy đều là ca sĩ hướng Đông Nam. Tên nhóc này, bác yên tâm, ước mơ âm nhạc của anh sẽ không dừng lại đâu. Anh ấy chỉ cần yên tâm sáng tác, còn việc khác cứ giao cho cháu. Cháu vẫn ra album mới cho anh ấy để mọi người làm quen với hướng Đông Nam của hiện tại. Thanh Thanh à, bác không biết phải cảm ơn cháu thế nào. Bao nhiêu năm nay nó không chịu đối diện với bác, bác cũng khác gì chứ. Trong lòng có nhau là được rồi. Cần bao nhiêu tiền? Hả? Tiền à? Bác biết thời gian này thu nhập của nó không đủ sống. Hơn nữa, muốn ra đĩa mới thì phải có tiền chứ. Không thể để cho cháu tiếp tục bù tiền. Bác, thứ mà cháu đầu tư làm nhạc của anh ấy, tiền chưa bao giờ là vấn đề, bác không cần lo đâu. Hơn nữa, hiện giờ anh còn có tiền lương nữa mà, đủ cho anh ấy tiêu, không cần phải dùng tiền của cháu. Bác à, tới lúc về rồi chứ? Ừ, cũng tới lúc rồi.
Tôi ở đây đợi bạn. Sai lầm cũng có sao, đừng bao giờ bỏ cuộc, cho đến khi đón chào cuộc sống mới. Sai lầm cũng có sao, không được quên những gì đã trải qua. Hãy mỉm cười và tiến về phía trước. Năm năm trước, mẹ của tôi mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Lúc chẩn đoán ra bệnh thì đã là giai đoạn cuối rồi. Giống như là bị bác sĩ kết án tử vậy. Suy nghĩ của tôi lúc đó và Dư Huy rất giống nhau, đều nghĩ là chỉ cần có tiền sẽ có thể cứu mạng người thân yêu nhất, có thể giúp họ tiếp tục sống trên thế giới này. Còn chuyện sống được tới ngày nào thì không dám nghĩ tới. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày bố của tôi đều gọi cho tôi để cãi nhau, không ngừng cãi nhau. Mẹ của tôi muốn về nhà, muốn gặp đứa con trai duy nhất. Mẹ tôi nói trước đây đã dành quá nhiều tâm trí cho các học sinh, vì thế muốn bù đắp lại cho tôi. Bố tôi vì muốn làm mãn nguyện mẹ tôi chỉ có thể đồng ý. Còn tôi thì sao? Là đứa con trai duy nhất của bà ấy đang làm gì? Tôi đang dốc hết sức để ca hát, sáng tác không kể ngày đêm, bạc mạng ở live show, cãi nhau với bố tôi trong hậu trường. Lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi chỉ có thể kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi có tiền, tôi có thể mời bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện tốt nhất cho mẹ của tôi. Chỉ cần tôi có thể hát mãi thì tôi có thể không ngừng làm ra tiền. Vậy thì mẹ tôi cũng có thể sống mãi. Chỉ cần mẹ tôi tiếp tục sống thì tôi có gia đình. Tôi chỉ cần mẹ tôi tiếp tục sống là đủ rồi. Lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi là ở phòng bệnh lạnh lẽo. Bên cạnh mẹ tôi là một chiếc máy lạnh lẽo kêu tít tít tít. Cô nói xem tôi đã không hiếu thảo tới mức nào. Xin lỗi. Xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Hình phạt mà anh nhận được đã quá đủ rồi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Bị cảm thật rồi.
Không lạnh sao? Sao cô lại chưa ngủ? Nhiệt độ vừa phải, mau uống đi. Thật ra tôi từ nhỏ đã rất ghét uống sữa. Tôi biết. Mẹ tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã dành toàn bộ thời gian cho học sinh của bà ấy, nên chỉ có thể chờ đến tối có chút thời gian là dành cho tôi. Lần nào mẹ tôi cũng đưa cho tôi một cốc sữa. Vì thế cốc sữa này là lời xin lỗi mẹ tôi dành cho tôi. Đông Nam, nhìn nè, tặng cho con đấy. Sao mẹ biết con muốn một cây đờn guitar? Không cần phải lén lút sáng tác nữa đâu. Con cứ làm thoải mái đi. Mẹ ủng hộ con trở thành ca sĩ. Cốc sữa nóng này là sự đồng hành của mẹ anh dành cho anh. Vì thế cho tới nay, dù cho anh không hề thích uống sữa, Nhưng mà mỗi lần uống sữa, tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái tựa như mẹ tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi. Người mà ta muốn nhớ mãi mãi sẽ không bị quên lãng. Đây là ý nghĩa của tình yêu thương. Cũng có thể. Đông Nam. Mẹ, cố lên nha. Đứng lặng yên. Nhìn lên bầu trời. Tôi ở đây đợi bạn. Ở đây đợi bạn. Sai lầm cũng có sao. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cố lên nha, hướng Đông Nam. Cho đến khi đón chào cuộc sống mới. Thầy Hướng à, thầy sao thế? Lục Tam mà rót giúp tôi cốc nước đi. Anh có vẻ hơi sốt rồi. Để tôi đi rót nước. Cô Tô à, thầy Hướng. Hai người sao thế?
Lục Tam. Lục Tam. Lục Tam. Nào, uống một ngụm nghe lời đi. Anh không muốn. Chị à, không thì em tự. Không sao đâu. Em chỉ có một ngày không gặp anh mà anh để bộ dạng thế này. Có chuyện gì gấp đi nữa thì cũng không thể chạy trong mưa chứ. Bọn anh làm sao biết được lúc đó lại mưa, còn mưa to như thế. Hôm qua em đã gửi cho anh dự báo thời tiết rồi. Cảm ơn. Nào nghe lời. Không muốn, một ngụm thôi. Anh không. Em ăn no rồi. Được rồi. Đun cho em trà gừng để ở bên kia kìa. Tí nữa em tự uống chút nha. Đắp chăn vào, ra mồ hôi là khỏi thôi. Chị cứ để bát ở kia đi, tí nữa em tự rửa. Chị rửa là được rồi. Em chăm sóc người khác cũng phải nhớ chăm sóc bản thân. Nếu như em ốm ra đấy thì các em học sinh phải làm sao? Tuần sau là phải thi giữa kỳ rồi. Chủ nhiệm, cô Tô đã thế này rồi mà cô còn nói những lời như thế. Có còn tính người không? Đúng là diệt tuyệt sư thái. Bị sốt tới mơ hồ, tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi chút. Đi thôi. Anh không đi, đi thôi. Đi dép vào. Yên tĩnh. Bạn cùng bàn, mai là phải thi rồi. Cậu đưa tớ tới phòng học làm gì? Hôm nay tớ vẫn còn rất nhiều đề thi thử chưa làm đó. Chúng ta về đi. Không sao đâu, ca tử. Chỉ một lúc thôi. Họ tên Nam Ca Tử. Lần này tớ nỗ lực ôn tập, cố gắng không bị dưới trung bình. Nhất định sẽ không đâu. Đây không phải là thứ ở trên quầy chỗ nhà ăn à? Sao cậu mang nó tới đây? Vì kỳ thi giữa kỳ của cậu. Bóc một cái đi. Bạn cùng bàn, cậu thật ngốc. Cái bánh quy may mắn này đều là lừa người thôi. Bên trong đều viết lời tốt đẹp. À, vậy đợt trước, trước mỗi kỳ thi với thi đấu, cậu đều bảo tớ bóc một cái. Thì ra đều là dỗ cho tớ vui. À không, không phải. Chỉ là tớ không muốn cậu quá căng thẳng thôi. Tớ cũng thế. Bóc một cái đi. Những điều bạn nghĩ đến đều sẽ thực hiện được. Vận may của cậu rất tốt đó. Xem ra cậu muốn cái gì đều sẽ thực hiện được. Bạn cùng bàn, cậu có tin không? Nếu tớ không tin thì sẽ không ở đây làm những chuyện nhàm chán này cùng cậu đâu. Những cái bánh quy may mắn này thật sự có thể mang lại may mắn sao? Dù sao đợt trước cậu bảo tớ bóc mấy cái kia đều mang lại may mắn cho tớ. Cậu thấy thế nào? Vậy tớ bóc thêm một cái nữa. Biết gì thế? Cười một cái thì may mắn sẽ tới. Vậy cậu mau cười đi. Gần đây vì ôn tập mà không thấy Nam Ca Tử vui vẻ của tớ đâu rồi. Cười cái đi. Vậy cậu cùng cười với tớ đi. Như thế thì may mắn sẽ tăng gấp bội. Được. Cơ
Ca Tử à, cậu đã rất cố gắng rồi. Vì vậy cậu hãy thoải mái lên đi. Cho dù vị trí của cậu ở đâu thì nhất định kết quả cũng sẽ tốt thôi. Ừ. Thầy Hướng, hai người khỏi ốm chưa? Bây giờ không sao rồi chứ? Xin lỗi, cũng đều tại em. Không sao đâu, chỉ ốm vặt thôi mà. Nào, đi vào chuyện chính đây. Ngày mai là ngày thi giữa kỳ rồi. Các em nhất định phải thả lỏng tinh thần, thoải mái lên. Lớp chúng ta đứng thứ nhất từ dưới lên trong toàn khối. Điều này cũng rất tốt. Là một vị trí thoải mái nhất rồi. Cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thấp hơn vị trí này được. Cho nên các em nhất định phải ra trận với hành trang gọn nhẹ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đừng lo sợ. Mùa hè đến rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là dùng hết sức mà bước đi, đi đến thỏa thích mới trở về. La hét hoan hô suốt cả đêm để ước mơ được bay lượn dưới ánh dương. Chúng ta có thể khắc phục nỗi sợ hãi, nắm bắt quyền làm chủ, đón nhận khó khăn mà tiến lên. Thanh xuân bất tận, vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ rồi. Dũng cảm vượt qua gành thác, vượt qua dòng nước đang chảy xiết. Bầu không khí tràn đầy khí thế. Đi đến bất cứ nơi đâu mà bạn muốn. Lưu lại những hồi ức tươi đẹp. Trân trọng sự ấm áp vốn có. Chúng ta có thể khắc phục nỗi sợ hãi, nắm bắt quyền làm chủ, đón nhận khó khăn mà tiến lên. Thanh xuân bất tận, vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ rồi. Các vị thần Ola, Rayman, Euclid, Fibonacci vĩ đại ở trên trời, xin hãy ban phúc cho các em học sinh lớp số 8 nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Lục Tam, anh yên tâm đi, tôi tin rằng người có thể thắng được trời. Đúng vậy Lục Tam, anh vì làm trọng tâm ôn tập mà quên ăn quên ngủ tới nỗi ngất đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nắm bắt quyền làm chủ, đón nhận khó khăn mà tiến lên. Lần thi toán này thật sự là sướng quá. Các cậu có thấy bài này giống y hệt với đề thi thử không? Cũng may lúc đó bạn học Ca Tử làm sai, bắt thầy giải toán giảng đi giảng lại mấy lần. Đúng thế, đúng thế. Cảm ơn Ca Tử. Nào Ca Tử, ăn một cái đi. Không đúng, vừa nãy tớ nghe các bạn lớp số 7 nói đáp án của bọn họ không giống chúng ta. Không phải chứ, nghe linh tinh. Chắc không phải đâu. Đề thi lần này không khó. Tớ đã kiểm tra qua một lượt rồi, chắc chắn không sai đâu. Đúng không Ca Tử? Đúng rồi Ca Tử à. Cậu cảm thấy lần này thi toán thế nào? Tớ không biết. Có kết quả rồi. Tớ vào top 10 rồi. Lại là thứ tư. Ôi mẹ ơi, nữ văn của tớ cuối cùng cũng đạt yêu cầu rồi. Không phải. Ca Tử à, thế nào rồi? Tớ đạt yêu cầu rồi. Tất cả các môn đều đạt yêu cầu rồi. Bạn cùng bàn à, là may mắn, thật sự có may mắn đó. Càng nỗ lực càng may mắn. Ca Tử à, cậu giỏi quá. Chúng ta vì Ca Tử lần đầu tiên đặt yêu cầu. Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Cảm ơn.
Tôi xem phản ứng của mọi người trong nhóm, chắc là các em ấy thi được kết quả rất tốt. Uống xong cốc sữa này rồi mau đi ngủ đi, ngày mai là biết thành tích tổng thể rồi. Không cần căng thẳng quá. Tôi không căng thẳng. Có gì phải căng thẳng chứ? Thừa nhận căng thẳng cũng không mất mặt mà. Tôi thật sự không căng thẳng. Nửa tháng nay, học sinh lớp số 8 đều rất cố gắng. Tôi tin rằng nhất định sẽ có một kết quả tốt đẹp. Đừng lo lắng. Tôi thấy cô căng thẳng mới đúng. Dù sao cũng là lần đầu tiên thi chung toàn thành phố mà. Vậy tôi với tư cách là giáo viên ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Đó là rất bình thường. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghi ngờ học sinh của chúng ta. Nhất là sau khi các em ấy trở nên cố gắng, tôi đặc biệt kiên định rằng tôi có thể ở lại. Anh... Từ trước tới nay chưa từng nghi ngờ các em ấy. Đương nhiên rồi. Bởi vì ngoài việc các em học sinh lớp số 8 cần tôi ra, hiệu trưởng An cũng cần tôi. Theo ý của thầy là nếu lần này điểm trung bình giữa kỳ của lớp số 8 không cao hơn điểm trung bình của cuối kỳ trước thì tôi bắt buộc phải rời đi đúng không? Phòng hiệu trưởng. Trên lý thuyết là như thế. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tôi tin rằng chỉ cần anh Hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Thành tích học tập không phải vấn đề, mà nhà trường có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh. Nhiệm vụ gì? Năm nay là tròn 100 năm thành lập đảng. Các trường trung học trong ngành đều phải tổ chức hoạt động chủ đề một lần. Trường trung học sư phạm chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong đó, tiệc mừng 100 năm thành lập đảng là nhiệm vụ quan trọng nhất của hoạt động lần này. Tôi hiểu rồi. Vì thế cô Tô à, trong tương lai chúng ta vẫn phải đón nhận thử thách mới, cố lên. Nếu đã không cần lo lắng thì đi ngủ sớm đi thầy Hướng. Nhờ vào sự vất vả của các thầy cô trong khối trong 2 ngày nay mà thành tích các môn của khối 10 đều đã có rồi. Học kỳ này, thành tích các môn của các lớp đều đã được nâng cao một cách rõ rệt. Chúng ta phải đặc biệt tuyên dương đó là lớp số 7, điểm thi các môn đứng thứ nhất toàn khối. Tôi cũng phải đặc biệt nhắc tới một chút đó là lớp số 8 khối 10. Như chúng ta đã biết, tổng thành tích của lớp số 8 từ học kỳ trước tới nay vẫn luôn đứng cuối cùng. Lại thêm việc học kỳ này các giáo viên bộ môn tiếp quản lớp cũng đều rất trẻ. Đây là muốn hành hình công khai à? Nhưng lần thi chung toàn thành phố này các em ấy thi được kết quả đứng thứ 11 toàn khối, không có đồng hạng. Mặc dù đây không thể là thành tích đáng tự hào, nhưng so với học kỳ trước mà nói thì đã có sự tiến bộ rất rõ ràng. Cũng là lần đầu tiên thoát khỏi vị trí cuối cùng. Vì vậy vẫn cần phải đặc biệt nhắc nhở để tuyên dương. Sau cuộc họp này, các thầy cô vẫn cần làm tốt công tác tổng kết của nửa học kỳ này, xem xét lại các kinh nghiệm được và mất. Được rồi, buổi hội nghị này hôm nay đến đây là kết thúc, tan họp. Mấy ngày trước, tớ xem một đoạn video trên mạng, là cái khống chế này nè, cậu xem. Tuyệt quá, tớ cũng xem rồi. Mấy ngày trước tớ xem một loạt các động tác, tớ cũng học được một ít, chờ tớ luyện xong chúng ta về tập một chút. Nào, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Đúng, đúng, đúng là như vậy. 2, 3, 4, đúng là cái này. 5, 6. Hai anh này. Phòng dạy nhạc còn chưa đủ cho các anh xoèn xoẹt. Tới đây nhảy nhót cái gì? Đây không phải là anh Vũ à? Cậu chạy tới đây ngủ làm gì? Còn không phải vì các cậu ồn quá, vì quá sợ hãi mà tôi phải tránh ra đây. Không phải Hạ Thời Vũ, tôi nói cậu cả ngày không có việc gì, chỉ biết đi ngủ. Không có việc gì, cậu có xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy Hướng của chúng ta không xứng đáng sao? Đã học thuộc ngữ văn chưa? Chỉ biết ngủ và ngủ. Ngủ và ngủ. Làm gì đó? Đều là thứ anh mày chơi chán rồi. Cố lên. Cậu ấy còn rất không phục đấy, rất không phục.